Chúng tôi xin được chào đón hai ứng viên Trung Hiếu và Bích Thu. Đối với em thì em nhận thấy là ngày nay ấy, ta cố gắng là giỏi chủ chốt vào một nghề. Và đa phần các chị em phụ nữ ấy, khi mà họ đã tập trung vào sự nghiệp, họ sẽ có rất là nhiều cái rào cản. Tôi rất là mong muốn có được em. Nếu bạn làm với mình 3 đến 5 năm, mình sẽ tặng nhà cho bạn và tặng xe cho bạn. Cái sự thẳng thắn của anh Hùng Anh làm cho cái sự vô vọng của chị Nga càng lớn. Nhưng mà với một tài năng như thế này thì rất cần một cái đôi cánh có thể bay cao hơn là 5 năm mua được một cái nhà. Chị là người luôn luôn biến những điều không thể thành có thể. Chị Nga đang rất cố, nhưng mà em cảm giác là cố trong vô vọng đấy. Chưa phải là vòng cuối cùng mà tại sao lại vô vọng? Sẽ được chứng kiến phần tranh tài vô cùng kịch tính và gay cấn của cặp ứng viên Trung Hiếu, Bích Thu. Em rất đồng tình với cái quan điểm này. Đối với em thì em thấy là không còn đúng với thời đại ngày nay nữa. Trung Hiếu với nhiều năm làm việc tại môi trường quốc tế, Bích Thu với sứ mệnh vì người phụ nữ Việt, với kinh nghiệm dày dặn và mang tinh thần cống hiến hết mình cho doanh nghiệp. Ai sẽ xuất sắc bước vào vòng trong và nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ các sếp? Nhìn cái hồ sơ của bạn thì rất là ấn tượng, nhưng mà ấn tượng là không được tốt lắm. Hãy đón xem ngay bây giờ! Thành Trung xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Cơ hội cho ai, Who Chance, mùa thứ 3. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ 7 hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Những vị trí và mức lương đáng mơ ước tại các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam, đó là những gì mà chúng tôi mang lại cho các ứng viên đến với chương trình Cơ hội cho ai. Và mỗi tuần qua đi, rất nhiều các quý vị khán giả sẽ tự hỏi rằng tuần này sẽ là ai và ai sẽ được các doanh nghiệp hàng đầu nhận vào và trả những mức lương ra sao. Chúng tôi sẽ không để quý vị chờ đợi lâu thêm nữa ở câu hỏi thắc mắc này. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ 6 vị sếp quyền lực có mặt trong chương trình hôm nay. Đối với Bảo Ngọc thì nét văn hóa chính là sáng tạo những cái giá trị mới trong công việc để nhân viên có thể phát triển trở thành các chuyên gia, các nhà quản lý, lãnh đạo cấp cao. Có hai yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn một ứng viên: thái độ và tốc độ. Với tôi thì trong công việc thì làm hết sức, và ngoài công việc thì cũng chơi hết mình. Tôi có sở thích đi bộ, làm thơ, đọc sách cũng như là thưởng thức âm nhạc. Thời trang là một yếu tố rất là quan trọng giúp tôi có thể tự tin và tỏa sáng. Thương hiệu thời trang Elise với mục đích làm cho tất cả phụ nữ Việt Nam đều có điều kiện để có thể đẹp hơn, khát khao hướng đến đỉnh cao đẹp đẽ nhất. Lựa chọn ứng viên như thế nào tùy thuộc vào cái cảm xúc khi mà tôi gặp được ứng viên đó. Kiến thức và kinh nghiệm nó phải phù hợp với từng vị trí mà tôi lựa chọn. Cơ hội để các bạn có thể tỏa sáng khi về với đội của tôi đặt cái tiêu chuẩn rất là cao trong thời trang cũng như là trong cuộc sống. Những gì mà người khác làm được thì Lưu Nga phải làm tốt hơn. Chúng tôi đang trải qua quá trình nhấn nút tái tạo. Đó là nơi chúng tôi kết hợp những truyền thống, những sức mạnh của chúng tôi trong 33 năm với những năng lực mới, với sự tưởng tượng để tạo ra được những lời giải mới cho những bài toán mới của thời đại. Khai phóng, giải phóng những năng lực sáng tạo bên trong mỗi con người B&G. Và đó là quá trình mà chúng tôi tạo nên những không gian mà nơi đó các nhân viên của B&G bộc phát hết được những cái sự sáng tạo. Chúng tôi nhìn vào trong cái tiềm năng của mỗi ứng viên. Mỗi người trong các bạn đều có một cái chất ngọc riêng, và hãy mạnh dạn thể hiện chất ngọc đó bên trong chính bản thân bạn. Triết lý kinh doanh và sứ mệnh công ty Dan Food rất đơn giản: mang những sản phẩm gia vị sạch vùng miền đến với những người tiêu dùng trên cả nước và cả ra nước ngoài. Lần đầu tiên mình được tham gia chương trình Cơ hội cho ai, và mình cũng muốn mang đến cho các bạn trẻ một cái cơ hội làm việc trong Dan Food. Công ty mình rất cần những bạn chăm chỉ, năng động, khát khao cùng mang cái gia vị vùng miền sạch Việt Nam ra thế giới. Mình nghĩ đối với các ứng viên thì mình thích nhất là cái tính trung thực, chăm chỉ và tất nhiên có cả sự thông minh. Đấy là những quan trọng nhất, còn kỹ năng thì có thể học sau.
Triết lý kinh doanh của Bin Corporation Group tập trung vào công nghệ, đổi mới và sáng tạo. Bên cạnh đó, chất lượng là tiên quyết của bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của công ty. Thành công ngày hôm nay là nhờ vào tầm nhìn và sự quản lý của ban lãnh đạo công ty cũng như tinh thần làm việc hay sai của đội ngũ nhân sự. Lời khuyên của tôi dành cho các ứng viên là khi chúng ta làm việc, chúng ta phải cống hiến cho doanh nghiệp và lái trải nghiệm cho chính bản thân mình. Các bạn sẽ được nhận lại những cái điều tốt đẹp của nhà tuyển dụng. Chúng ta phải cho đi, chúng ta sẽ nhận lại những gì xứng đáng. Chúng tôi đặt cho mình một vai trò, một sứ mệnh để là tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là những công nghệ mới nhất trên thế giới. Ngày hôm nay, thế hệ Z và tất cả các bạn cần phải có 4 phẩm chất. Đấy là tư duy, phản biện, độc lập. Điều thứ hai là phải có khả năng tự học, lifelong learning, học tập suốt đời. Điều thứ ba là các bạn phải có một phong cách sống khác biệt. Và thứ tư, hãy nhớ rằng tiếng Anh là ngôn ngữ để làm việc và ngôn ngữ để sống, không là ngoại ngữ nữa. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng tôi mời quý vị đến với vòng 1 của chương trình được mang tên Đối mặt. Nguyễn Trung Hiếu, 36 tuổi, đang theo quản trị kinh doanh MBA tại Đại học Sunderland, UK, kỹ sư thạc sĩ nâng cao tại Pháp, tiến sĩ kỹ thuật hàng không Viện Công nghệ cao Canada, 10 năm kinh nghiệm học tập và làm dự án cho các tập đoàn lớn tại Pháp, Canada, Mỹ và Việt Nam trên cương vị chuyên viên, leader, trưởng bộ phận, quản lý dự án, đại diện chi nhánh. Giải nhì sáng tạo kỹ thuật Việt Nam năm 2008, chuyên viên và leader xuất sắc năm 2016-2017, Viện Công nghệ cao Canada. Chào các bạn, mình là Nguyễn Trung Hiếu, năm nay 36 tuổi. Khi đến với chương trình thì mình có một cái tâm thế là muốn thách thức bản thân mình, mong muốn là tiếp xúc trực tiếp với các cái nhà lãnh đạo cao cấp của các doanh nghiệp để học hỏi kinh nghiệm và đồng thời là tìm kiếm một cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình trong tương lai. Các sếp hay chọn mình tại vì là mình sẽ là một đối thủ rất nặng ký đối với các cái bạn ứng cử viên khác. Hoàng Bích Thu, 45 tuổi, cử nhân khoa quản lý du lịch và khách sạn tại Đại học Dân lập Phương Đông, đang học thạc sĩ điều hành cao cấp quản lý kinh tế lãnh đạo nhà nước khóa 10 tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, tốt nghiệp giảng viên Đại học Cao đẳng K2 năm 2020 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Kinh nghiệm 5 năm kinh nghiệm về các dự án liên quan tới phụ nữ, trẻ em gái, 10 năm kinh nghiệm về đào tạo kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, 8 năm kinh nghiệm về quản lý nghiệp vụ buồng phòng khách sạn quốc tế. Mình tên đầy đủ là Hoàng Bích Thu. Người phụ nữ thường là ở cái tuổi 45 như mình ấy, là họ nghĩ rằng là cứ an phận thủ thường và dừng ở tại đây. Nhưng đối với mình, đây là một cái cơ hội để cho mình đổi đời và cơ hội để cho mình vươn lên trong cái cuộc sống và trong cái thời điểm mà dịch bệnh như thế này. Đấy là một cái nguồn năng lượng tuyệt vời để cho mình tiến lên phía trước. Và trong cái giai đoạn này, đó là quyết chiến, quyết thắng, tiến lên phía trước. Niềm tin luôn luôn là cái điều mà mình mong muốn và ước mơ sẽ được thực hiện khi mà mình có niềm tin cháy bỏng. Xin được chào đón hai ứng viên Trung Hiếu và Bích Thu đến với Cơ hội cho ai. Và đây là hai ứng viên, thưa các sếp, có profile rất khủng. Các bạn ấy có rất nhiều năm kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó đều là những người đã tốt nghiệp đại học, cao học, rồi đều là những người có những cái bằng cấp phải nói rằng là đáng mơ ước. Trước hết xin mời các sếp sẽ cùng đến với phần tự giới thiệu về mình của hai bạn. Em xin chào 6 sếp, xin chào MC. Em tên đầy đủ là Hoàng Bích Thu, em 45 tuổi. Với sứ mệnh của em là vì người phụ nữ Việt và truyền cảm hứng cho người phụ nữ Việt để có thể tự tin, tự chủ trong cuộc sống cũng như là trong cái công việc làm kinh tế. Đấy là cái điều mà em mong ước nhất. Và cái tham vọng của em là đến ngày hôm nay em đến đây, em được bày tỏ những cái quan điểm sống của mình đối với người phụ nữ Việt Nam hiện giờ trong thời đại công nghệ mới. Em xin cảm ơn các sếp đã lắng nghe. Xin chào các sếp, chào anh MC Thành Trung, chào quý vị khán giả xem truyền hình. Em là Nguyễn Trung Hiếu, năm nay 36 tuổi. Em tới từ Thái Bình và hiện tại đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng với gia đình nhỏ của mình. Về bản thân thì em có thể tóm gọn trong một số từ là đa quốc gia, đa bậc học, đa ngôn ngữ, đa môi trường làm việc. Về đa quốc gia thì tập trung tại Pháp, Canada, Mỹ và Việt Nam. Em theo học ngành kỹ sư tại Việt Nam, thạc sĩ nâng cao tại Pháp, tiến sĩ tại Canada và hiện tại đang theo học cuối tuần full time MBA của một trường Anh Quốc tổ chức tại Việt Nam. Với những kỹ năng, thái độ cầu thị và kiến thức có được thì em rất mong đóng góp sức mình cho hệ sinh thái của các sếp
ở các mảng là công nghệ, tối ưu vận hành, quản lý dự án liên quan đến đối tác trong ngoài nước. Với kinh nghiệm đa ngành thì em cũng mong muốn có thể làm vị trí nữa là trợ lý cho các sếp. Và em rất mong được sự chỉ bảo của các sếp. Xin hết. Chúng ta có thể nhìn thấy hai màu sắc rất khác nhau. Một người thì sẽ cống hiến sức lực của mình cho cộng đồng với những dự án cộng đồng rất rõ ràng. Còn một người thì cống hiến tài lực của mình cho các doanh nghiệp, và rất nhiều các doanh nghiệp và đa quốc gia. Và vậy thì họ sẽ thể hiện như thế nào ở phần thi đối mặt? Chúng tôi sẽ có thử thách cho hai bạn để các sếp có thể nhìn rõ hơn năng lực của các bạn. Và hãy cùng xem thử thách là gì. Mời các bạn. Quan niệm nhất nghệ tinh, nhất thân vinh có còn phù hợp với thời đại ngày nay hay không? Các bạn sẽ có 90 giây để trình bày quan điểm của mình. Chúng ta sẽ bốc thăm để xem ai là người trình bày quan điểm của mình trước. Vâng. Vậy là bạn Thu sẽ là người trả lời trước. Bạn Hiếu sẽ là người trả lời sau. Các bạn sẽ có 90 giây để trả lời quan điểm của mình. Rồi sau đó sẽ có câu hỏi dành cho đối phương. Và các bạn cũng sẽ chỉ có 90 giây để phản biện lại câu hỏi đó của đối phương. Bạn Thu đã sẵn sàng chưa ạ? 90 giây dành cho Bích Thu bắt đầu. Em có một cái câu nói đó là tự do chính là nền tảng của mọi hạnh phúc. Nếu không có tự do thì sẽ không có hạnh phúc. Em muốn nói lên cái quan điểm của em về cái việc mà nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Em rất đồng tình với cái quan điểm này, với hai khía cạnh. Thứ nhất là em đồng tình, và thứ hai nữa là em muốn lồng ghép cái thời kỳ này. Nếu chúng ta không đưa cái công nghệ 4.0 vào cái công việc của chúng ta ấy, thì em tin là nó sẽ bị mai một. Chúng ta lấy cái văn hóa của cổ xưa mà không áp dụng những cái công nghệ mới vào, thì em tin chắc rằng thì cái việc sản xuất kinh doanh trong cái thời điểm này không đẩy mạnh được. Đấy là cái quan điểm của em, là cũng đồng quan điểm đấy, và nhưng trong cái quan điểm đấy cũng phải lồng ghép được cái điều đó. Và bây giờ là 90 giây dành cho Trung Hiếu. Đối với em thì em thấy là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh thì không còn đúng với thời đại ngày nay nữa. Như các sếp ngồi đây chẳng hạn, là đều phải giỏi rất nhiều nghề khác nhau. Các sếp vừa giỏi kinh tế, các sếp đều phải giỏi công nghệ, giỏi kỹ thuật. Và đôi khi các sếp vừa là manager, vừa lại quản lý một nhóm, nhưng đồng thời lại phải là director, quản lý một nhóm rất là lớn. Như vậy là mình phải biết được kiến thức của rất nhiều ngành khác nhau để xâu chuỗi nó lại. Đối với em thì em nhận thấy là ngày nay ấy, cố gắng là giỏi chủ chốt vào một nghề, thêm vào nữa chúng ta phải học hỏi để giỏi nhiều nghề hơn nữa, để có một cái nhìn khái quát hơn. Thì em cũng lấy ví dụ như là Elon Musk cũng rất giỏi về công nghệ, nhưng tại sao lại làm kinh tế giỏi? Tại vì là ông không ngừng học hỏi và đưa ra một cái nhìn tổng quan để có cạnh tranh được với các đối thủ của mình. Thì đấy là trên quan điểm của em suy nghĩ như thế. Em cảm ơn. Bây giờ thì các bạn sẽ có một câu hỏi duy nhất dành cho nhau. Vì Thu là người trả lời trước nên Hiếu sẽ là người đặt ra câu hỏi. Chị bảo là hiện nay là áp dụng công nghệ 4.0. Thì như em biết, công nghệ 4.0 bao gồm rất nhiều thứ. Ví dụ như là công nghệ, nhân lực, kinh tế, rồi sinh học. Như vậy là mình phải hiểu rất nhiều cái ngành khác nhau. Như vậy thì quan điểm của chị là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh thì liệu là có còn phù hợp như vậy nữa hay không? Và chị đưa ra một quan điểm thứ hai nữa là những cái kinh nghiệm hiện nay áp dụng 4.0 nhưng mà phải mang những cái truyền thống cổ xưa về để áp dụng kết hợp truyền thống với hiện đại. Nhưng mà theo em nghĩ một số vấn đề là không thể dùng thời gian để đong đếm nó là đúng được. Có những thời điểm ví dụ như là trọng nam khinh nữ hiện nay cũng không còn đúng nữa. Thì chị nghĩ gì về vấn đề này? Trong cái thời điểm công nghệ 4.0 này, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh rất phù hợp. Một là mình vẫn ủng hộ, thứ hai là lồng ghép công nghệ 4.0. Công nghệ 4.0 ở đây nó bao gồm là về con người, về sản phẩm. Cái giá trị sản phẩm khi mà khách hàng đến với cả tất cả các doanh nghiệp, thì cái văn hóa doanh nghiệp cũng như là các sếp ở trong văn hóa doanh nghiệp đấy, họ đưa cái sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp họ như thế nào, phù hợp với yếu tố con người và chạm đến những cảm xúc trái tim của con người. Thì chị tin chắc rằng tất cả những cái nhất nghệ tinh, nhất thân vinh nó chỉ là một cái yếu tố để mình tiên quyết. Quan trọng là cái sản phẩm lòng cốt. Nhưng trong cái sản phẩm lòng cốt đấy, chúng ta vẫn phải có những cái văn hóa mà truyền thống của cha ông để lại. Đấy là cái điều mà chị mong muốn. Tại vì chúng ta làm bất kể một cái điều gì thì cái việc mà chúng ta gìn giữ những bản sắc văn hóa của cha ông chúng ta, của văn hóa của chúng ta vẫn phải là ở trong các cái văn hóa doanh nghiệp. Em có nói là cái nhất nghệ tinh, nhất thân vinh hiện tại là không phù hợp với cả thời điểm này. Thì theo em, thời điểm này thì chúng ta sẽ đẩy mạnh cái gì nếu chúng ta không dựa vào cái giá trị nòng cốt của văn hóa của đất nước? Câu hỏi này của em là không phải là không tôn trọng cái vấn đề văn hóa đất nước, mà mình phải xem xét rằng là đa phần là đúng, nhưng mà một số vấn đề là trường hợp là mình không còn đồng tình nữa. Ví dụ như nhất nghệ tinh, thân vinh thì hiện nay là em không còn đồng tình nữa. Bởi vì sao? Tại vì là như em đã nói, thực ra là bây giờ là mình cạnh tranh là nó là một cái thế giới phẳng. Mình phải hiểu rất nhiều ngành nghề khác nhau. Do đó là khi mình
đưa ra một sản phẩm ra cạnh tranh là mình phải liên quan rất nhiều vấn đề. Trước hết là chất lượng sản phẩm, hai là marketing có tốt hay không, phân phối tốt hay không. Và sau đấy nữa là mình phải hiểu về đối thủ. Ý của em là mình phải am hiểu rất nhiều cái nền tảng tri thức khác nhau. Như vậy thì câu nhất nghệ tinh thần vinh, nếu như mình chỉ tập trung vào một mảng thôi, ví dụ như kỹ sư chỉ tập trung vào mảng công nghệ mà không tiếp thị được thì đôi khi là không bán được hàng, có khi là cái doanh nghiệp của mình nó sẽ bị vùi dập một cách mạnh mẽ và không thể trỗi dậy được nữa. Em xin hết. Và các bạn ấy cũng đã vượt qua những cái thử thách của mình. Bây giờ thì tôi rất là muốn các sếp hỏi các bạn ấy thêm ạ. Anh hỏi Thu trước, đã là doanh nghiệp làm kinh tế, ngoài những cái mục đích về cộng đồng xã hội ra thì phải có lợi nhuận thì mới tái đầu tư, mới phát triển, mới mở rộng được. Nhưng mà anh thấy cái sứ mệnh của em nó lại hơi ngược. Thì anh không hiểu là những cái doanh nghiệp trước đây em đã làm thì em đã đóng góp những cái giá trị gì, và những doanh nghiệp tới đây, cụ thể ở đây là đóng góp gì để nó tăng được doanh thu hoặc là giảm được cái chi phí để nó đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Hiện giờ em đang làm cho một cái công ty chuyên về các cái kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên. Và 2010 thì em được tiếp cận với cái đề án 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con cốt. Và trong cái quá trình em đi làm cái dự án như vậy thì em tiếp xúc với cả rất là nhiều chị em phụ nữ. Và đa phần các chị em phụ nữ ạ, khi mà họ đã tập trung vào sự nghiệp, họ sẽ có rất là nhiều cái rào cản. Và từ những cái câu chuyện của mình, em mong muốn chị em phụ nữ họ được chữa lành tất cả những cái nỗi đau đấy và trở nên là vô cùng là tuyệt vời khi mà họ được cống hiến cho xã hội. Còn cái doanh nghiệp thứ hai đó là em chuyên về quản lý bộ phận buồng phòng của khách sạn. Quan điểm của mọi người bây giờ ấy ạ, là cái việc mà nhân viên làm buồng phòng ấy thường là những bạn chỉ là tốt nghiệp phổ thông trung học. Cái trình độ văn hóa của các bạn ấy nó không được tốt như là những người khác. Đầu tiên là em mong muốn các bạn truyền cảm hứng cho các bạn để yêu cái công việc đấy và yêu cái nghề đấy và tôn vinh cái nghề đấy là cái nghề vô cùng là tốt đẹp. Đấy là cái điều mà em đã cống hiến và làm được. Cũng như câu hỏi này anh cũng sẽ hỏi Hiếu, những doanh nghiệp trước đây em làm thì em đã đóng góp cho cái việc tăng doanh thu như nào hoặc là giảm chi phí như thế nào? Thì em xin chia dẫn hai kinh nghiệm ở hai tập đoàn khác nhau em đã làm Việt Nam. Thì tập đoàn thứ nhất là tập đoàn làm về xe hơi. Khi em vào ấy, thì là có một cái dự án nó đang bị đình trệ khoảng tầm 4-6 tháng. Một anh giám đốc là giao cho em luôn là quản lý dự án. Và như vậy là em đã xây dựng được một cái module để dự án tiếp tục chạy. Thì như vậy là em đã giải quyết được cái bài toán là đình trệ của các cái nhà cung cấp và tiếp tục cho dự án chạy tiếp. Vì là em làm quản lý nữa là bộ phận mô phỏng cho xe hơi. Từ đó là em đã có góp sức vào trong việc thiết kế hai bộ phận trong một xe hơi điện hiện nay. Và đến doanh nghiệp thứ hai là một doanh nghiệp truyền thống lâu đời nhưng mà lại muốn phát triển một chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì từ trước nay là mình luôn luôn là cử các bạn đi công tác. Như vậy là khi mà thiết lập ra nhánh mới, như vậy là ai sẽ là nhân lực đi? Đấy thì em cũng đề xuất với một phương án là bản thân em sẽ đi một mình. Tại vì là tập đoàn đã có các công ty con ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và như vậy là em sẽ sử dụng cái nguồn nhân sự thuộc của các công ty khác kết hợp với mình. Em có quyền huy động, áp dụng chính sách là ngự binh ưu nông. Tức là cần thì mình rút, còn không cần thì lại đưa về các cái công ty để sản xuất tiếp. Thì hiện nay là chi nhánh cũng đã thành hình. Và em nghĩ là mình không đong đếm được là mình mang lại bao nhiêu lợi nhuận về mặt tiền bạc. Nhưng mà các công ty sẽ được một lợi nhuận là độ ổn định của nhân sự trong công ty mình không bị xáo trộn do một cái nhiệm vụ của một nhánh công ty khác làm ảnh hưởng đến mình. Tôi nhìn profile của bạn và tôi rất ấn tượng. Nhưng mà ấn tượng là không được tốt lắm. Bởi vì là trong vòng 10 năm vừa qua là bạn đổi đến 6 hoặc 7 công việc khác nhau. Tôi rất là muốn giao cho bạn việc quan trọng. Mà với cái tốc độ thay đổi việc của bạn như thế thì tôi rất là lo. Là khi mà nhận việc quan trọng bạn sẽ không theo đuổi đến cùng. Tôi lại phải tìm người khác thay bạn. Làm sao để thuyết phục tôi chuyện đấy? Em thì lại có một ý kiến giải thích là trái so với cái cảm nhận của sếp ban đầu. Tại vì thực ra khi ở nước ngoài em chỉ đi theo đuổi là hai cái thôi. Nó tùy thuộc bậc học. Bản chất là khi em học thạc sĩ chẳng hạn, em làm cho hai công ty nhưng thực ra cái hai công ty đấy là liên kết với trường đại học. Khi sang Canada thì làm cho ba doanh nghiệp nhưng thực ra chỉ là một doanh nghiệp là Pratt & Whitney. Xong sau đó thì là Pratt & Whitney sẽ hút các cái dự án liên quan đến mình để cho em có thể độc lập tác chiến với họ. Trong môi trường Việt Nam thực ra là em chỉ làm có hai doanh nghiệp thôi. Một doanh nghiệp tư nhân, một doanh nghiệp nhà nước. Bản thân em là làm Hà Nội, bà xã em là làm ở Sài Gòn, bà xã em là người gốc Sài Gòn, hai bọn em gặp nhau ở nước ngoài. Và như vậy là từ trước đến nay là bọn em yêu nhau, cưới nhau và có con là chưa bao giờ em ở quá bà xã quá một tháng liên tục cả. Đấy, do đó là đến khi mà mình làm ở ngoài Hà Nội thì mình có đứa con đầu tiên. Xong sau đấy mình có một cái ý tưởng là sinh đứa con thứ hai. Mình nghĩ là tại sao mình cứ bôn ba suốt rồi nhiều khi bà xã không gắng nán được. Thì nhiều khi mình không chăm sóc được cho gia đình, mình phải quay trở về gia đình. Bởi vì là ở lứa tuổi của bạn mà chúng tôi muốn chọn thì phải giao việc quan trọng.
giao việc quan trọng thì sự tin cậy rất là điều kiện tiên quyết. Vì có tin thì mới giao. Cái sự mà gọi là gắn bó lâu dài là chuyện rất là quan trọng. Nó khác với các bạn trẻ. Các bạn trẻ thì 12, 18 tháng các bạn có thể chuyển sang việc khác được. Rồi, tôi cảm ơn. Tôi rất là chia sẻ và thông cảm với cái câu chuyện chồng một nơi, vợ một nơi. Và nhìn cái hồ sơ của bạn thì rất là ấn tượng. Nhưng mà tôi có một câu hỏi. Bạn đang tìm kiếm một công việc bao xa so với cái core, cái năng lực mà bạn đã học tới trình độ tiến sĩ liên quan tới cơ khí hàng không? Mà nếu bây giờ các bạn đi ra khỏi cái mà mình đã đầu tư 10 năm vừa rồi thì bạn chấp nhận đi xa khoảng bao xa? Bao xa thì thực ra là mình cố hết gắng hết sức mình để mình có thể bơi đi xa nhất. Còn xa được bao nhiêu thì là do bản thân mình có bơi được mạnh hay không. Thực ra là khi em học là không phải là chỉ để học, mà do là yêu cầu công việc, do đó thì mình mới đi học. Cái thử thách là mới là cái cơ hội cho mình. Còn nếu như mình an toàn quá thì nó lại không phải là cơ hội lớn nữa. Vì vậy là đi bao xa thì nói đúng là em có một cái ước mơ, mặc dù là tầm em là chưa tới. Nhưng mà em có ước mơ là tất cả các sếp ngồi đây là chủ tịch hội đồng quản trị hoặc phó chủ tịch hội đồng quản trị. Và em sẽ là người học hỏi từ các sếp để trở thành là giám đốc vận hành hoặc phó giám đốc vận hành. Nếu như lực mạnh thì có thể là mua cổ phiếu của công ty và trở thành một cổ đông chính của công ty. Ok, cảm ơn bạn. Tôi muốn dành một cái câu hỏi cho chị Thu. Nếu chị mà là một cái nhân viên ở trong tập đoàn của tôi, ở trong công ty của tôi, thì chị có những kế hoạch như thế nào và chị có thể trình bày một cái khát khao của chị trong cái con đường đấy để làm cho nó có ý nghĩa hơn? Cái quan điểm của mình là bất kể cống hiến, bất kể một cái doanh nghiệp nào, thì cái người phụ nữ trong các doanh nghiệp đấy, chúng ta cần phải bình tâm, bình ổn về gia đình, cũng như là có cái giá trị con người để được cống hiến tại cái doanh nghiệp mà họ làm đấy. Điều quan trọng nhất nữa đó là khi mà sếp Điêu Nga làm về cái đẹp ấy, thì cái tâm hồn của con người là luôn luôn phải đẹp. Mình đến bất kể doanh nghiệp nào thì mình cũng mong muốn là mang lại những cái giá trị gì đó tốt đẹp, thật tốt đẹp cho doanh nghiệp mà mình phải cống hiến. Tôi nghĩ rằng là người phụ nữ như chị á, là những người phụ nữ mà rất đáng trân trọng. Tôi nghĩ rằng là với những cái khát khao của chị và những cái mong muốn của tôi thì tôi rất là cảm kích về điều đó. Dạ, cảm ơn sếp ạ. Chúng ta đã nhìn thấy phần nào khả năng, mong muốn cũng như những vị trí có thể sẽ có trong các doanh nghiệp của các sếp nếu như lựa chọn hai ứng viên này. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn của các sếp. Chúng ta sẽ có 6 phiếu của 6 sếp và 1 phiếu của tôi. Xin được mời các sếp bình chọn. Kết quả cuối cùng của vòng 1 đã có. Chúng ta hãy cùng xem bao nhiêu phiếu dành cho Bích Thu và bao nhiêu phiếu sẽ dành cho Trung Hiếu. Thưa quý vị, phần thắng thuộc về Trung Hiếu với 5 trên 7 phiếu. Xin được chúc mừng. Vậy thì trước khi chia tay với chương trình, chị có điều gì muốn nói với các sếp ở đây ạ? Xin cảm ơn các sếp đã có cho Thu có thời gian để được ở đây, được nói lên những cái suy nghĩ và những cái bản lĩnh của mình. Đối với cả Thu là không có gì là không thể khi mà mình vẫn còn quyết tâm và quyết đấu. Đấy là cái điều mà Thu mong muốn chia sẻ ở đây. Và cảm ơn các sếp rất nhiều ạ. Tôi nghĩ rằng là chị có một cơ hội đối với tôi. Trong tay tôi thì có hàng triệu khách hàng là phụ nữ và trẻ em. Và tôi cũng là một cái người rất yêu cái đẹp và rất yêu cái lối sống đẹp. Cho nên những người như chị thực sự là không có quá nhiều trong cái xã hội hiện nay. Cho nên tôi rất là mong muốn sẽ gặp chị sau chương trình. Chị không chỉ có một cơ hội, mà tôi nghĩ là chúng tôi ở bên BNG, chúng tôi cũng có những chương trình hiện tại. Những chương trình về CSR. Khi mà nghe chị cùng với chị Lưu Nga trao đổi với nhau, tôi thấy cảm nhận được cái tấm lòng của chị. Mặc dù tôi biết chị ở phía Bắc, nên chúng tôi cũng muốn có thể có những dự án mà chúng ta có thể cùng làm với nhau. Nên hãy liên lạc với nhau sau cái chương trình hôm nay. Vâng, thật là tuyệt vời. Không phải là một cơ hội mà là hai cơ hội. Thưa quý vị, chúng tôi xin khẳng định một lần nữa, trong cuộc sống ngoài kỹ năng, ngoài trải nghiệm, thì trái tim và sự yêu thương luôn luôn có chỗ cho cơ hội và thành công. Và ngày hôm nay, những gì chị Lưu Nga hay anh Thông đã làm đã nói lên tất cả. Cảm ơn chị dừng bước nhưng không thất bại.
chúc chị những điều thành công và may mắn ở phần tiếp theo của cuộc sống và công việc. Cảm ơn chị ạ. Nếu để nói về công việc, tôi nghĩ là chàng trai này quá xứng đáng để đến với vòng trong với những cái kỹ năng mình có và với những cái điều mà mình sẽ dám đối mặt. Vậy thì bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Em sẵn sàng. Vậy thì chúng ta sẽ mời Trung Hiếu đến với vòng tiếp theo được mang tên Chinh Phục. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Cơ Hội Cho Ai Who Chance mùa thứ 3. Và đây là vòng 2 của chúng tôi được mang tên Chinh Phục. Ở vòng này, ứng viên của chúng ta sẽ nhập một con số rất quan trọng, đó chính là mức lương kỳ vọng. Bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng ạ. Bạn hãy nhập mức lương kỳ vọng của mình. Mức lương kỳ vọng đã được nhập. Tôi sẽ đóng vali để đảm bảo tính bảo mật của nó. Bây giờ là thời gian dành cho bạn chinh phục 6 sếp trong chương trình. Mời bạn. Còn tôi trước đi. Dạ vâng. Vâng, thế thì hay quá mọi người ạ. Mọi người rất chờ sếp Dũng đấy ạ. Cho mình hỏi bạn ấy, bạn có sẵn sàng chuyển sang ngành thực phẩm không? Ở ngành thực phẩm nó cũng liên quan đến chế biến và cũng liên quan đến vận hành thì nó cũng có thể là một lựa chọn. Thực ra gọi là thực phẩm, nhưng bạn vào vị trí chẳng hạn như phó giám đốc phụ trách về công nghệ, triển khai những cái phần mềm quản trị doanh nghiệp, bạn có làm được không? Em nghĩ là em hoàn toàn có thể làm được. Ok, cảm ơn. Vâng, bản thân tôi thì cũng đã chuyển đến 5 nghề trong thời gian đi làm. Thành ra tôi nghĩ rằng cái việc bạn chuyển nghề không là vấn đề. Nói vậy thôi thì mỗi người đều có những thế mạnh riêng của mình. Bởi vì lúc đầu thì tôi nghĩ là bạn học thuộc loại gọi là nghệ thuật vị nghệ thuật. Tức là học, khoái đi học lắm. Nhưng hóa ra là việc học của bạn là để phục vụ cái việc đi làm. Thế thì tôi có lời đề nghị liên quan đến những dự án hiện nay đang có hàng triệu người Việt Nam sử dụng mỗi ngày. Và chúng tôi muốn nó đưa lên một cái tầm khác bằng công nghệ. Nói rất là rõ là bằng công nghệ. Thì nếu mà bạn thấy sẵn sàng thì chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn. Tôi thì cứ rất băn khoăn con số bạn gõ vào trong cái vali kia. Nhưng bởi vì là ở vị trí như bạn, tôi nói rất là rõ, thì lương chỉ là một phần rất nhỏ trong thu nhập. Chắc các anh chị ở đây đều đồng ý chuyện đấy. Đối với các bạn trẻ thì lương là chính, chiếm đến có khi 70-80% thu nhập. Nhưng đối với vị trí cao thì lương chỉ thường là dưới 5% thu nhập. Thành ra tôi rất là băn khoăn là không biết là dùng con số nào để phù hợp với con số bạn gõ ở trong kia. Có khi bạn đã gõ nhầm một vài con số rồi thì phải. Vâng, thế thôi ạ. Đây là bình luận nhiều hơn là thử thách. Vâng, như vậy là không có thử thách. Cảm chỉ xếp. Bình luận để dò xét xem là cái con số trong này là như thế nào. Vâng, đó là anh Tiến anh nhiều kinh nghiệm lắm. Khó khăn lớn nhất của bạn khi mà bạn ở Canada hoặc ở Pháp là như thế nào trong thời gian bạn đi nước ngoài? Thực sự là em có hai cái khó khăn lớn nhất. Thực ra là em sinh ra và lớn lên ở Thái Bình và ba mẹ là công nhân viên chức. Do đó là tất cả những cái quá trình đi du học là em toàn bộ là săn học bổng. Đấy là thứ nhất về kinh phí. Thứ hai là về mặt ngôn ngữ. Tại vì là khi em đi học đại học thì là em học chương trình liên kết bằng tiếng Nga. Nhưng khi ra trường thì may mắn em có một cái học bổng học tiếng Pháp để đi sang Pháp đi du học. Em học ở Spiro. Spiro là trường kỹ sư hàng không đầu tiên trên thế giới. Nó rất là danh giá và chi phí nó đội lên rất nhiều. Do đó là em lại phải đi kiếm một học bổng toàn phần nữa. Thì đấy cũng là một cái thử thách rất lớn đối với em. Và thử thách lớn thứ hai nó chính là ngôn ngữ. Tại vì là nói đúng ra thì mình học là học sổi. 8 tháng một năm mình học để mình lấy học bổng thì nói đúng là mình chỉ đạt được cái ngưỡng để mình lấy được học bổng. Và đôi khi mình hiểu về mặt công nghệ nhưng mình không hiểu là người ta đang nói tiếng Pháp hay là tiếng gì cả. Khi em sang Canada thì là một môi trường khác. Môi trường là song ngữ, Anh và Pháp. Thì em lại phải cố gắng là đi theo các cái trung tâm bảo trợ về người tị nạn và cố gắng là support thiện nguyện để học, cố gắng học tiếng Anh. Chúng tôi ở công ty liên quan tới trang sức thì có một cái phần giao nhau rất là nhỏ liên quan tới việc xử lý kim loại, xử lý bề mặt kim loại, gia công các chi tiết kim loại, mặc dù nó hai cái loại khác nhau. Thì bạn nghĩ rằng những knowledge của bạn, những kinh nghiệm của bạn mà bạn đã tích lũy được, nếu bạn mang nó đến với BNG, giá trị mà bạn thấy là đặc biệt của bạn mà bạn có thể mang tới cái ngành này sẽ là điểm gì? Hai vấn đề là em có thể là cố gắng support được sếp. Vấn đề thứ nhất là vấn đề mà độ đồng nhất của mặt kim loại và độ bền theo thời gian, tức là độ bền mỏi và độ chống oxy hóa so với môi trường. Cái thứ hai là em nghĩ là cố gắng để làm sao mà mình
gọi là tối ưu hóa về mặt vận hành để làm sao mà mình tiết kiệm từng đồng một, tiết kiệm được lớn nhất cho cái doanh nghiệp của mình. Dạ, cảm ơn bạn rất nhiều. Đã có một đèn xanh rồi đấy ạ. Vâng, đèn xanh của sếp Hoàng Nam Tiến ạ. Công nghệ nó sẽ hỗ trợ rất là lớn cho các cái doanh nghiệp bán lẻ như chúng tôi. Thì bạn có thể offer cho tôi một cái cơ hội nào để chúng ta có thể kết hợp được cái trình độ cũng như cái khát khao, cái kinh nghiệm của bạn với cái sự thành công của tôi trong tương lai không? Đối với Thời Trang, em chỉ có một ý tưởng thôi, là mình sẽ phải đẩy mạnh cái khâu online lên. Khâu online ở đây thì thực ra là có hai vấn đề cần phải tập trung. Vấn đề thứ nhất là mình phải tập trung bản chất của nó là về cái platform và chất lượng của sản phẩm của mình phải là cái tiên quyết đầu tiên. Mình phải đưa ra đa dạng hóa nhiều cái lựa chọn khác nhau cho khách hàng, và lựa chọn khác nhau đấy phải được thể hiện ngay trên cái website của mình, và website phải chạy rất là mượt. Thì cái này chắc là phải dựa vào sếp Nam Tiến. Mình cũng phải có tính gọi là cập nhật thường xuyên, ví dụ là sếp ra một mẫu mới, 10 mẫu mới thì ngay lập tức là tối nay ra thì ngày hôm sau phải đưa lên mặt hàng luôn đó. Và tiếp theo nữa là có một cái lỗi em nghĩ là nhiều, rất nhiều cái doanh nghiệp mà khi bán hàng online bị gặp phải, một cái kho chứa, nhưng mà khi mình bán hết một sản phẩm nào đấy mà khách hàng chọn thì là thông báo là vẫn còn hàng, nhưng mà khi gọi điện cho tiếp thị thì lại bảo là hết hàng, tức là phải update ngay lập tức ở trong vòng 15 đến 30 phút để tránh khách hàng mất thời gian. Cái thứ hai là phải tập trung vào chăm sóc khách hàng. Có thể chị lập ra một cái trung tâm phone call chẳng hạn, cũng có thể chăm sóc khách hàng trên social network luôn. Thì em nghĩ là tập trung vào chất lượng sản phẩm và chăm sóc khách hàng là hai cái mà tiết kiệm. Tôi tham gia cái chương trình Cơ Hội Cho Ai 3 mùa rồi, cho nên tôi có một cái quan hệ rất là đặc biệt và sâu sắc đối với tất cả các sếp, và đặc biệt là sếp Hoàng Nam Tiến. Vì vậy cho nên mà chúng tôi là hỗ trợ nhau rất là nhiều, mặc dù là cũng nhiều khi không thích nhau ở trên truyền hình. Bởi vì là hay kiểu tranh giành ứng viên của nhau. Cướp nhân sự của nhau, nhưng mà bên ngoài là những người mà hỗ trợ rất là nhiều. Vì vậy cho nên mà đối với lĩnh vực công nghệ này, tôi rất là cần cái sự hỗ trợ của anh Hoàng Nam Tiến để có thể tuyển dụng được cái ứng viên này. Tôi nghĩ rằng là bạn về nên học thêm hai chữ là chatbot và voicebot with AI. Và từ khóa thứ hai là tôi khuyên bạn là có cái từ khóa nó gọi là O2O, online to offline và offline to online. Thì đấy là từ khóa để thuyết phục chị Nga. Dạ vâng, cảm ơn hai sếp ạ. Hiện nay thì anh đang đầu tư vào ba cái mảng, một là thực phẩm, hai là dược phẩm, ba là anh có một cái nền tảng, đầu tư vào một cái nền tảng phân phối. Nếu em tham gia vào doanh nghiệp của anh thì em sẽ tạo ra cái giá trị gì? Em nghĩ em có thể giúp ích trong hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề về tối ưu hóa các quá trình sản xuất dựa trên máy móc và lại chế biến ấy. Cái vấn đề thứ hai nữa là tối ưu hóa về vấn đề là phân phối. Thì phân phối ở đây có hai trường hợp phân phối. Trường hợp phân phối thứ nhất là đưa cái vật liệu cơ bản về trong kho của nhà mình. Và trường hợp thứ hai là tối ưu hóa về cái đường đi phân phối, làm sao mà tiết kiệm được cái thời gian và cái công sức của cái nhân công người nhất. Thứ ba có thể xem xét là quản lý các cái dự án để mà liên quan đến các đối tác của nước ngoài hoặc là trong nước. Vâng, xin cảm ơn phần thử sức của các sếp dành cho ứng viên của chúng tôi. Vâng, hai đèn xanh, ba đèn xanh, bốn đèn xanh. Và tôi đang, vâng, như vậy là sáu đèn xanh. Xin được chúc mừng ứng viên Trung Hiếu, rất xứng đáng. Và chúng tôi xin được tuyên bố Trung Hiếu, bạn đã chắc chắn vượt qua vòng 2 để đến với vòng 3 của chương trình. Vòng 3 được mang tên Cơ Hội Cho Ai. Vòng 3 đã sẵn sàng. Cơ Hội Cho Ai và ai cho cơ hội? Cơ hội cho bạn và những con người ở kia sẽ mang tới cơ hội. Và chúng tôi rất là muốn biết là trước khi các sếp đưa ra quyết định cuối cùng thì hiện nay trong đầu các sếp đang nghĩ gì và muốn đãi ngộ ra sao cho nhân sự này ở vị trí cũng như là mức lương. Vậy thì tôi muốn hỏi sếp Trung Dũng trước ạ. Mình nghĩ cái mức lương đưa ra chỉ mức lương khởi đầu. Dead Food là tăng trưởng 6 năm liên tục 50%, trên cái mức lương hàng năm tăng có thể không phải 50% nhưng cũng tăng hai con số. Nếu bạn hoàn thành một cái dự án, vì bọn mình có rất nhiều dự án để cho bạn có thể triển khai, thì công ty sẽ thưởng cho bạn 0,5% cổ phần công ty. Và cái 0,5% đó giá trị bao nhiêu cũng phụ thuộc vào bạn. Công ty có thể giá trị 1.000 tỷ hoặc nhiều hơn cũng là đóng góp của bạn. Và cái phần trăm của bạn nó sẽ có một cái giá trị lớn.
Đấy là offer của mình. Vâng, rất là hấp dẫn. Không chi tiết rõ ràng nhưng nghe mông lung mà thấy hấp dẫn quá. Cái này phải nói là các sếp bắt đầu tung chiêu rồi. Tôi thì nghĩ rằng là nếu làm với tôi thì bạn sẽ được làm công việc mà bạn yêu thích và bạn sẽ thích công việc mà bạn làm. Anh em phù hợp với cái vị trí quản lý dự án nền tảng phân phối, nó liên quan đến công nghệ của bên anh. Bên anh bao giờ nó có cái hệ thống lương 3P, tức là trả theo năm. Cái offer của anh là một năm cho em là dự kiến khoảng là 700 triệu cộng với cổ phiếu ESOP, nhưng mà hàng tháng sẽ nhận 70% chỗ đó, còn lại là 30% là nhận theo quý và nhận theo năm. Để mà nhận được cái theo năm đấy thì em phải hoàn thành KPI. KPI đó cũng do em tự xây dựng ra, và em hoàn thành được trên 80% KPI đó thì em nhận nốt cái số 30% cũng như là cái thưởng cổ phiếu ESOP. Hiện tại trong doanh nghiệp của Hùng Anh là có cái mảng liên quan tới công nghệ tài chính fintech, nó có rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau, và trong đó có một mảng về digital banking liên quan tới software, liên quan tới làm việc với các đối tác ở nước ngoài. Nếu như được, bạn sẽ vào quản lý cái bộ phận đó liên quan tới mảng về digital banking. Nếu như mà lương cứng không á, rơi vào tầm 47 triệu trên một tháng, và ít nhất là 14 tháng lương. Là mình không biết tính bao nhiêu lâm xâm, mình nghĩ là khoảng 700-800 triệu gì đó, cộng thêm doanh thu. Rất là hấp dẫn. Tôi đang nghĩ tới may đo riêng cho bạn vị trí này, nó không có nằm trong cái cơ cấu tổ chức. Thì cái vị trí mà tôi đang nghĩ tới cho bạn đó là vị trí quản lý dự án tối ưu hóa vận hành, kiêm thêm là trợ lý cho tôi trong cái dự án về tối ưu hóa của nhà máy. Nếu bạn hoàn thành xuất sắc thì bạn thông thường bạn sẽ nhận không dưới 16 tháng lương một năm. Đó là con số bắt đầu. Chúng ta có thể thiết kế 6 tháng review. Và nếu bạn xuất sắc và vượt chuyện đó, con số top up từ số đó tối thiểu bạn có thể tăng thêm 30, thậm chí tới 100% tùy theo khả năng của bạn. Ở cấp đó mà bạn vượt qua một năm, bạn trở thành ở vị trí trong nhóm mà chúng tôi gọi là SMT, Senior Management Team. Thì với SMT bạn có quyền có ESOP, và cái giá trị ESOP mỗi năm sẽ gấp nhiều lần con số thu nhập mà bạn tính theo năm 16 tháng này. Và cái mà tôi offer thêm nữa đó là tôi có thể làm advisor, làm mentor cho bạn. Bởi vì đây là ngành mới, tôi cũng từ xuất thân từ kỹ sư, cũng làm nhà khoa học, rồi chuyển sang làm kinh doanh. Nên tôi hiểu những khó khăn lúc đầu bạn gặp nó như thế nào. Tôi rất là mong muốn có được em, để em có thể trở thành một cái người trợ lý cho tôi trong cái mảng về công nghệ, để phát triển về online. Mức lương thì tối thiểu tôi sẽ trả cho em là 50 triệu một tháng. Còn thực tế thì như thế nào thì còn phải cạnh tranh, không nói hết. Bây giờ lên sóng truyền hình là không nói hết, bởi vì mấy anh này nguy hiểm lắm. Mỗi người có một chiến thuật, mỗi một sếp có cách chiêu dụ nhân tài của riêng mình. Nhưng bây giờ nó sẽ không còn là lời nói nữa, mà nó sẽ là thỏa thuận, nó sẽ là chốt để đãi ngộ như thế nào cho một nhân sự cấp cao như thế này. Chúng tôi xin được mời các sếp sẽ đưa ra mức đãi ngộ. Các sếp đang rất là hồi hộp hơn là cả ứng viên, bởi vì là cái cách mà offer này nó rất là phức tạp. Những cái câu như là ESOP, như là thưởng, nó không được điền vào đây. Nó chỉ là chấm chấm ở dưới thôi. Nó rất là khó. Mà trong khi đó ứng viên cao cấp thì không ai hy vọng vào lương. Phải nói rằng nếu như chương trình tìm ra được những ứng viên như thế này để làm cho các sếp hào hứng thì đó là hạnh phúc của chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ mở vali lên và công bố mức lương kỳ vọng mà ứng viên của chúng tôi đã nhập bắt đầu từ vòng 2. Hãy cùng xem. Đó là mức lương kỳ vọng 45 triệu. Hãy cùng xem các sếp đã chốt đãi ngộ cho bạn như thế nào. Sếp Lê Hùng Anh, vị trí Phó Giám đốc Vận hành Dịch vụ Fintech, mức lương 47 triệu
789.999 đồng. Xin được chúc mừng cơ hội đầu tiên đã thuộc về bạn. Sếp Hoàng Nam Tiến, vị trí trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị dự án chiến lược. Trời ơi, một chút nữa thôi thưa quý vị. Mức lương dự kiến là 44.441.289 đồng. Tại sao lại là một con số lẻ như thế này thưa sếp Hoàng Nam Tiến? 1289 có nghĩa là nhất định phát triển. Nhưng đáng tiếc, mức lương này lại không bằng và hơn so với mức lương kỳ vọng mà Trung Hiếu đã đưa ra. Vậy là bạn đã mất đi một cơ hội. Cơ hội tiếp theo thuộc về sếp Lưu Nga, vị trí trợ lý hội đồng quản trị, mức lương 50 triệu. Rất xuất sắc. Và tiếp theo, vị trí quản lý dự án nền tảng phân phối. Đây là offer của sếp Lê Đức Thuấn, mức lương 46 triệu. Xin được chúc mừng. Cơ hội thứ ba. Bạn phải thấy rằng là các sếp đánh giá bạn rất đúng. Có đúng không ạ? Rất đúng năng lực của bạn, rất đúng mong muốn. Tiếp theo sẽ là sếp Nguyễn Trung Dũng, vị trí phó giám đốc POC vận hành, mức lương 60 triệu. Một mức lương rất hào phóng. Nhìn anh Dũng đeo cái khăn người kia đứng ở trên kia, xong rồi mức lương này tôi có cảm giác anh cứ như là các ông chủ của các đội bóng lớn ở ngoài hạng Anh ấy. Đúng đấy, đúng đấy. Quá hấp dẫn thưa quý vị. Tiếp theo, sếp Lê Chí Thông, vị trí quản lý dự án tối ưu hóa vận hành, mức lương 55.090.999 đồng. Thật ra con số với riêng bạn thì thật ra bạn bay ngang đầu tiên, nhưng rồi bạn sẽ đụng bức tường và bạn có khả năng rơi, rồi bạn bật lên, rồi bạn lại rơi nữa. Và hy vọng chúng ta sẽ là kết thúc bằng chất lượng vàng 999. Mỗi một con số đều có ý nghĩa, mỗi một con số đều có những thông điệp riêng của các sếp. Và chúng tôi xin được tuyên bố bạn Trung Hiếu đã có 5 cơ hội. Xin được chúc mừng. Bây giờ bạn sẽ có cơ hội để hỏi những sếp nào, những doanh nghiệp nào mà bạn thực sự quan tâm và muốn đầu quân. Mời bạn. Lời đầu tiên thì em xin được chân thành cảm ơn các sếp. Em rất là xúc động khi mà cả 6 sếp đều chọn em. Thì em thấy là hôm nay cũng là một cái niềm may mắn riêng cho em. Vì từ trước nay thì em cũng đi xa nhiều. Và em nghĩ một tháng đi công tác khoảng tầm 10 ngày thì không sao. Nhưng mà ví dụ đi công tác 20 hoặc là 25 ngày thì em thấy là cũng có vấn đề. Thì em có thể được hỏi các sếp, nếu như làm ở doanh nghiệp các sếp thì các sếp sẽ bố trí em làm tại vị trí địa lý làm ở đâu? Và em xin được hỏi 5 sếp trước. Cái công ty nền tảng phân phối cũng ở anh thì là đặt ở cái thành phố rất năng động, thành phố Thủ Đức thuộc Hồ Chí Minh. Nên là nơi làm việc của em, nếu mà em về với công ty anh thì sẽ là làm việc 80% tại thành phố Hồ Chí Minh, 20% còn lại là đi công tác nước ngoài và công tác Hà Nội. Với vị trí này thì chắc chắn là phần lớn thời gian bạn sẽ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi có 2 nhà máy, một nhà máy ở tại Gò Vấp, một nhà máy ở tại Long Hậu, ở Long An. Thật ra nó vừa ra khỏi chỗ quận 7 là đã đến cái khu công nghiệp Long Hậu rồi. Một năm có thể bạn sẽ có 1-2 trip mà bạn sẽ phải rời khỏi Việt Nam và có thể phải ở khoảng 2-3 tuần. Nếu như làm việc á, thì bạn sẽ làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và bên quận 7, bên trụ sở công ty. Và ngoài ra thì bạn phải có những cái chuyến đi công tác tại châu Âu, tại Mỹ. Thông thường đi tầm 5-7 ngày một tuần cho một kỳ đi thôi. Đi 3-4 tháng mình mới đi. Nhưng mà bạn phải đi cùng với ban giám đốc để nắm được, hình dung được là cái network mình nó như thế nào, nó vận hành ra sao nữa. Thật là một bất lợi, nhưng mà hồi nãy giờ vẫn đang nghĩ cách để làm thế nào mà biến cái bất lợi này thành có lợi. Tôi lại làm việc ở Hà Nội, vị trí này sẽ là vị trí mà sát cánh bên tôi để làm việc với các cái đối tác lớn. Tôi rất là muốn em ở gần tôi. Tất nhiên là cũng có làm việc ở Hồ Chí Minh, nhưng mà
phần lớn tôi ở Hà Nội. Vâng, chị Nga đang rất cố, nhưng mà em cảm giác là cố trong vô vọng đấy. Không, chưa chắc. Chưa chắc. Có những khi mà người ta sẵn sàng, người ta thử thách chính bản thân mình. Nếu bạn làm với mình trong tầm khoảng 3 đến 5 năm, mình sẽ tặng nhà cho bạn và tặng xe cho bạn. Nếu bạn theo với mình. Rất, rất thẳng thắn. Và cái sự thẳng thắn của anh Hùng Anh ấy, làm cho cái sự vô vọng của chị Nga càng lớn. Không, chị là người luôn luôn biến những điều không thể thành có thể. Vòng này là mới chưa phải là vòng cuối cùng mà tại sao lại vô vọng? Bởi sao? Bởi vì với một người đàn ông như thế kia, em đoán sẽ là một người rất yêu gia đình. Sau nhiều năm vất vả ở xa sẽ cực kỳ trân trọng giá trị của tình cảm. Nhưng mà với một tài năng như thế này thì rất cần một cái đôi cánh có thể bay cao hơn là 5 năm mua được một cái nhà. Nhưng chị có biết không? Chị có biết không, có những thời điểm trong cuộc sống đàn ông người ta lại cần trái tim nhiều hơn đôi cánh. Trái tim đang cần. Anh Thông chắc hiểu, anh Thông nghĩ. Bởi vì anh làm tư vấn và anh hiểu tại sao em muốn quay lại Sài Gòn. Bởi vì anh đã từng cảm giác đó khi mà em bé còn nhỏ mà anh bay và anh ở khách sạn 200 đêm một năm. Nếu mà bạn về với Dead Food ý, thì 3 đến 5 năm nữa bạn sẽ mua nhà thứ hai, tự mua xe và vẫn còn nguyên cổ phiếu với cái giá trị lúc ấy sẽ rất lớn. Và bạn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh là chắc chắn. Wow, bây giờ trái bóng khó và xoáy này sẽ được giao cho bạn. Hai sếp nào mà bạn ưng ý nhất trước khi chốt một doanh nghiệp cuối cùng? Em xin được chốt sếp Thông. Sếp Thông. Và sếp Lê Hồng Anh. Sếp Lê Hồng Anh. Tôi nghĩ là hai sếp ra chiều cuối cùng, ra đòn cuối cùng để có thể thu hút được nhân sự cấp cao này. Tôi nghĩ là bạn có những cái duyên, có những cái tố chất mà nó chia sẻ những giá trị cùng với đại gia đình của chúng tôi. Và bạn cứ tin vào gut feeling của mình, vào cái tiếng nói bên trong để bạn đưa ra những quyết định. Chứ còn công ty của bên chỗ anh Hùng Anh cũng là một công ty có nhiều những cái hoài bão. Công nghệ fintech thì nó hơi khác so với những cái mà bạn đã tích lũy. Tôi từng làm tài chính, tôi hiểu. Nhưng mà bạn sẽ học được. Với sự thông minh của bạn, với ý chí của bạn, bạn cũng sẽ làm được. Cảm ơn sếp Thông. Bạn với mình hình như là cũng xem tuổi với nhau. Tại vì mình lớn lên từ ngoài quê Quảng Nam, nhà nghèo khó lắm, thất bại liên tục. Và mình cũng giống như bạn học ở Pháp ấy, thì mình cũng qua Pháp rất là nhiều lần và làm việc với đối tác rất là nhiều lần. Mình hiểu được cái khó khăn của một người Việt Nam mình đi ra nước ngoài như thế nào. Khi bạn về với mình để đưa tên tuổi những thanh niên Việt Nam có những sản phẩm có thể cạnh tranh ngang ngửa với những sản phẩm mà Âu Mỹ nó làm, thanh niên Đức Pháp nó làm, thì thanh niên Việt Nam cũng làm như vậy. Tại vì mình có được ngày hôm nay để ngồi bên đây cùng ngồi với các anh ngày hôm nay là mình cũng trải qua rất là nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống. Để chia sẻ cho bạn vậy. Vâng. Cảm ơn. Và bây giờ sẽ là quyết định của bạn. Bạn có một người tương đồng với bạn về con đường đi, về những gì đã trải qua, kể cả về mặt cảm xúc với gia đình. Bạn có một người cộng sự nữa, dù có thể là sếp nhưng gần như là bạn, khi cùng trang lứa, ở đâu đó sẽ cùng chí hướng ở tương lai. Một quyết định khó khăn, nhưng dù quyết định thế nào thì bạn chắc chắn sẽ có một tương lai tốt đẹp. Em xin cảm ơn hai sếp và cũng là rất là xin lỗi các sếp cho em không chọn. Quyết định cuối cùng của em là chọn sếp Lê Hồng Anh. Vâng, thưa quý vị, thật bất ngờ, thật bất ngờ. Tôi xin được chúc mừng sếp Lê Hồng Anh, mời anh hãy đến với nhân sự của mình. Vâng, và tôi không biết nói gì cả. Chúc mừng, và chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức ký kết thỏa thuận cùng với ứng viên và doanh nghiệp. Nghi thức quan trọng và ý nghĩa nhất chương trình đã sẵn sàng. Tôi xin mở vali lên. Khi mà cả 6 sếp đều chọn thì mình thấy là cảm xúc mình cũng vỡ òa và mình cực kỳ là xúc động.
và cũng rất là cảm ơn các sếp đã chọn mình. Thực ra sếp Hùng Anh thì không phải là một người sếp mình dự định ngay từ đầu. Mình đi theo một cái sự cảm nhận riêng của bản thân thôi, chứ cũng không phải là một sự định trước. Sếp Thông hay là sếp Nguyễn Trung Dũng đều đưa ra một cái offer về mặt lương là khá là cao, cao hơn so với sếp Lê Hùng Anh. Còn tại sao mình lại chọn sếp Lê Hùng Anh? Tại vì là hiện tại thì thế giới đang chuyển hướng theo Digital Transformation, tức là chuyển đổi số. Mặc dù rất nhiều thách thức nhưng cũng là một cái ngành rất là tiềm năng và cơ hội. Mình có một cái niềm tin là Hiếu sẽ vì công đội của mình. Nhưng mà mình vẫn cố gắng thuyết phục trong những giây phút cuối cùng, để mình hy vọng rằng Hiếu sẽ hiểu ra được những vấn đề bằng đó cần nhất là lúc này là cái gì. Có phải là về lương so sánh giữa hai người mình với anh Thông hay không? Thực sự lúc đó là bạn đó đang cân nhắc về cái môi trường và cái tương lai và tầm nhìn của mình như thế nào. Mình rất là cảm ơn khi mà Hiếu đã chọn về phía với Bin Corporation Group chứ không phải là về đội với anh Thông. Và ngày hôm nay, ứng viên Trung Hiếu của chúng ta đã tự tìm cho mình một con đường mới. Một con đường sẽ rất nhiều thách thức ở phía trước, nhưng nó chứa được nhiều, nhiều thành công và hơn hết là sẽ mang được tâm thế tài năng của những người trẻ Việt ra thế giới. Và tôi tin rằng các bạn sẽ cùng nhau làm được. Chúc mừng sếp Lê Hùng Anh một lần nữa và chúc mừng Trung Hiếu. Chúng tôi muốn nói với các quý vị khán giả rằng chương trình hôm nay của chúng ta đã đủ thời lượng rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần sau và hãy nhớ giờ phát sóng của chúng tôi 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin cảm ơn các sếp đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Em là một người năng động và linh động trong công ty. Và cái quan trọng là mình phải xác định được cái mục tiêu sống của mình là gì. Em chưa hiểu rõ mình là ai và em cũng chưa hiểu rõ em muốn gì. Em đang rất là lan man. Anh hơi ngạc nhiên là một nhân viên hạng A cả hai năm 2020, năm nay cũng rất là tốt, nhưng mà em lại đi xin việc khác. Em không cần trả lời câu hỏi đấy. Thử thách sẽ nói lên năng lực như thế nào của hai chàng trai này. Dạ, quan điểm của em không đồng tình với điều này. Nếu như trong trường hợp anh không được lựa chọn, em có câu trả lời khác không? Làm việc chăm chỉ theo đuổi mục tiêu của mình, đó sẽ tạo nên thành tựu. Riêng cái câu trả lời vừa rồi là được tốt điểm rồi. Làm người bán hàng, hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng để suy nghĩ. Cơ hội cho ai? Who Chance phát sóng lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên VTV3.